Hôm nay rất là tuyệt vời cả nhà ơi, dân khu vực rừng của bang Gia Lai đi về hàng rất là nhiều. Cả nhà xem nè, hàng mới về rất là tươi. Thì em sẽ lên một cái phiên liền cả nhà, quế trắng tháng 8 rừng của bang Gia Lai nha. Giá 250.000 một ký cả nha, 250 một ký cả nha. Cái hàng thì em thu của dân giá rẻ, thì lên chia sẻ cho anh chị nhà mình giá rẻ thì mua một ký 250 thì cả nhà mình có thể ghép được những cái giò hoa lan to, mà cái giá mình sưu tầm thì nó lại rẻ đúng không cả nha. Đây nè, em cũng đã soạn ra rất là nhiều mã. Em soạn ra rất là nhiều mã đây nè. Em sẽ đi theo từng mã cả nha nha. Em đi theo từng mã thì các anh chị nhà mình chốt cái mã nào, em gửi chuẩn cây chuẩn mã đó cả nha. Hàng rừng cờ bang Gia Lai á, dân mới đi về luôn cả nha. Rồi, đầu tiên sẽ là T1 đi. Cái này là Vanda. Vanda rừng cờ bang nè. Rồi, những cái dòng này anh chị nhà mình chơi thân lá xếp rất là đẹp, ghép được một giò rồi. Rồi mã T1 như Vanda như thế này, giá 95.000. Đó T1, cả nhà ơi, cả nhà mình thấy cái giá ok quá không? Ghép được một chậu đẹp mà giá 95.000 à. Rồi còn cái này là thập hoa nè, cộng với cái này là khóm kim điệp xuân. Đây, rồi một cái mã T2. Vừa thập hoa này cả nhà, vừa kim điệp xuân đây nha. Giá sẽ là 95.000 luôn cho mẹ tê ha. 95.000. Các anh chị nhà mình thấy không? Nói chung là hàng về rất là tươi mà dân đi về á cả nhà. Dân đi về giá rẻ nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Cứ lâu lâu mới có đợt nên là ưng ý cái mẹ nào thì cả nhà mình chốt ngay nha. Rồi T3, cái này là báo hỷ cả nhà. Báo hỷ thì dòng rất là khỏe, hoa tím rất là tươi. Đây, một ôm như thế này, giá là 95.000 luôn. Trời ơi cả nhà ơi, báo hỷ 95.000, rất là đa dạng luôn. Cho nay cũng là báo hỷ, mã này cũng T3 95.000 nè. Cái này là em có hai mã nha. Anh chị nhà mình muốn lấy một mã hay hai mã thì cứ nhắn cho em. Rồi T4, cái này là vảy rồng luôn nè cả nhà. Về anh chị nhà mình ốp lên cây gỗ sống nè, còn không mình về mình ghép cục gỗ, ghép quanh là cục gỗ tròn là đẹp luôn rồi. Rồi mã T4 90.000. 90.000 nha. 90.000 một mã. Rồi cái T4 nè, T4 này cũng 90 luôn, là em có hai mã cả nhà nha. Có hai mã, anh chị nhà mình mà muốn lấy hết thì 180 đó nha. Vảy rồng thì ít lắm cả nhà ơi, dân đi về ít vảy rồng lắm, nên là hôm nay mà cả nhà mình anh chị nhà mình ưng cái mã nào thì lấy. Ôi cái này rẻ nè cả nhà. Cái đây là hoàng thảo vạch đỏ. Hoàng thảo vạch đỏ một dòng hoa lan nở rất là bền, nó nở thì phải ngoài 1 tháng, tháng rưỡi luôn á cả nhà. Hoàng thảo vạch đỏ rừng cờ bang nha, dòng này hiếm. Đây nè, em đang có mấy khóm như thế này luôn. Thôi em bán rỉ này cả nha, bán rỉ đây. Mẻ T5 này giá 100.000 đi. Về anh chị nhà mình, về anh chị nhà mình trồng được một cái chậu sum này cả nha ha. Mầm gốc cũng nó cũng đã lên nè. Nói chung là hàng rất là tươi cả nhà ơi, hàng tươi lắm. Về anh chị nhà mình trồng nó mau hồi cây lắm nha. Rồi tiếp theo T6 nè. T6 cũng là hoàng thảo vạch đỏ, nó sẽ có một khúc nguyên bản này cả nha. Nguyên bản như thế này, một khúc với lại một cái dề này. Rồi, một khúc nguyên bản với một dề này giá 150 cho mẻ T6 150.000. 150.000. Trời ơi cả nhà ơi, hàng hôm nay em nói thật về cái tự nhiên mình thấy nó đẻ gì đâu mà đẻ luôn. Rồi cái này là cẩm báo hoa nó sẽ là hoa vàng và đốm báo đẹp lắm cả nhà. Rồi cái này sẽ là 120.000. Cái này chắc cỡ tầm mà 15 cây hả em? Yeah. Rồi 15 cây nè, về ghép được một giò rồi cả nhà. Cái hàng này dòng rễ gió rất là khỏe nha. Về anh chị nhà mình trồng nó sẽ rất là nhanh hồi cây và nó còn căng lá nữa. 120.000 15 cây được một chậu sum rồi cả nhà ạ. Rồi T8, cái này là hạt vĩ, cái này là dòng thân thòng nè, mùa này cây nè cũng đang lác đác xuống lá, các anh chị nhà mình trồng đi, sau cái mùa hoa là nó lên tiếp một cái mùa mầm, chủ yếu là mình sưu tầm được giống, đây nè, rất là nhiều đây nha, giá 100.000 thôi, một ôm như thế này, hạt vĩ, 100.000, trời ơi, giá rất là rẻ cả nha, anh chị nhà mình tranh thủ phiên hôm nay đi, rồi còn cái phí ship mà các anh chị nhà mình nhớ, thanh toán thì cứ 35.000 đi, cứ 35.000 một đơn, anh chị nhà mình lấy nhiều thì cũng 35.000, phần phí hỗ trợ. Rồi T9 nè, cái này là một khúc nguyên bản cả nha. Quế trắng tháng 8, cả nhà xem nè, form cây nè, tươi ghê chưa. Rồi cái mẻ T9 này giá sẽ là 150.000 cả nhà nha. T9 150. Đó, cả nhà mình lưu ý nè, mỗi mẻ thì chỉ có một thôi, không có cái nào giống cái nào. Nên là anh chị nhà mình mà chốt cái mẻ nào thì nhắn cho em nha, nhắn chuẩn mẻ cho em luôn. Rồi T10 nè, T10 cái này là quế trắng luôn cả nha. Quế trắng, ôi cái form này lá xếp đẹp ha. Phòng này là xếp đẹp nè, trên rừng thì nó ăn nắng nhiều nè, thì nó sắc tố nó đậm nè, nó cháy nắng nha, cả nhà mình cứ sưu tầm đi, sưu tầm cái chất cây như thế này nè, nó đi những lá mới nó còn đẹp lắm. Rồi mã T10 nè, T10 sẽ là 130.000 hai khúc nguyên bản. T10 130.000 hai khúc nguyên bản như thế này cả nhà nhé. T11 đây em đang có một cái khúc nguyên bản, cái này là kiều tím á cả nhà. Cái dòng này thì form kiểu là kiều lùng, cả nhà xem nè, cái thân nè so với ngón tay của em nè. Rồi cái đây là đang cái mầm mới lên, anh chị nhà mình về đặt vô trong chậu hoặc là mắc treo lên cũng được. Rồi cái khúc nguyên bản này giá 160.000, T10 160, chiều tím rừng cờ bang Gia Lai cả nhà ơi. T12 nè,
Trời ơi cả nhà ơi, một mình nó cũng đủ đẹp rồi, riêng những dòng đơn thân như thế này, form lá xếp này cả nhà, xếp rất cân đối hàng trên rừng mà đẹp ghê chưa cả nhà. Cứ chăm sóc đi, vài tháng nữa cây nó hồ nó căng lá anh chị nhà mình sẽ thấy liền. Rồi T12, quế trắng tháng 8, 200 ngàn. T12, 200 ngàn. Anh chị nhà mình có thể đặt vào trong chậu nè, hoặc là mình làm móc treo đều được. Đặt vào trong chậu thôi, chèn thêm ít than vỏ thông vô cho nó khỏi lung lay là được cả nhà nha. Rồi T13 nè, T13 cái này là một cái cũng là một khúc nguyên bản mà nó trên cái trụ như thế này, dân họ khai thác nguyên bản này cả nhà. Về thì anh chị nhà mình có muốn ghép thêm cái gì cũng được nha. Còn cái này anh chị nè, em chủ yếu là em thiệt cả nhà xem nè, xếp rục luôn này cả nhà. Rất là đẹp luôn, rất là tiềm năng. Thì những cái cây trên rừng nó cháy nắng bình thường cả nha. Đây nè, về mình cứ chăm sóc đi, nó còn hồi cây. Cứ đi lá mới lên, cái form này là form lá xếp rồi. Đi những lá mới lên nó càng ngày nó càng xếp đẹp cả nha. Chủ yếu mình cần cái giống lá xếp. Đây, một giò hai cây như thế này nha. Mã T13 giá sẽ là 360 ngàn. T13 đó. 360 như cái cục gỗ này đi mà đóng hàng gửi đi mà phí ship 35 ngàn là em đã hỗ trợ với cả nhà mình nhiều rồi á. Và cái cục gỗ nó nặng á cả nhà. Rồi T14 nè, cái này là kiều tím. Kiều tím cũng là nguyên bản luôn. Trời ơi cả nhà xem cái hàng rừng cờ bang nha, so với ngón tay nè, thân rất là đều, cái giống này nó to khỏe vậy á cả nhà, lá dày. Rồi T14 kiều tím giá sẽ là 220 ngàn nha. T14 220 ngàn. Đó, anh chị nhà mình tha hồ mà cứ gộp đơn nha. Hàng dân đi về là bên vườn em á, là chuyên cái hàng rừng thuần khỏe cả nhà. Lâu lâu dân đi về có cái mẻ nào thì em mới lên mẻ đó thôi. Nên là anh chị nhà mình ưng cái nào thì cả nhà mình cứ nhắn cho em ngay nha. Rồi T15 cũng là một khúc nguyên bản. Cái này anh chị nhà mình có thể đặt chậu nè. Đó, mình đặt vào trong chậu mình cố định nó lại cho nó khỏi lung lay. Còn về form cây này cả nha, những cái form nguyên bản mà như thế này thì rất là giá trị nha. Hàng nguyên bản thì cây nó cũng đã sống rồi. Nó đã sống rồi thì về cả nhà mình cứ có thể mình ghép trong chậu, mình đặt vào trong chậu nguyên bản như thế này. Rồi T15, khúc này giá sẽ là 220 ngàn. T15, 220 ngàn. 220, nguyên bản, form cây thì rất là giá trị. Rồi T16, cái này là cũng là một khúc nguyên bản luôn. Đây nè, đẹp không cả nha? Quế lá xếp với cả nhà. Rồi T16 giá sẽ là 100 ngàn. T16 cả nhà ha. Form cây nè, T16. Rồi T17. T17 form cây như thế này nữa nè cả nhà. Cả nhà xem nè, rễ nó đang đi khỏe. Mùa này nói chung là dân mới đi về này cả nhà ơi, rất là tươi luôn. Rồi T17 giá sẽ là 130. T17 130 ngàn. Đó, cái này anh chị nhà mình về làm móc nè, mình treo lên như vậy cũng đẹp. Còn không mà gọn sơ lại, mình đặt vô trong chậu là nó lên được một cái dòng đơn thân. Sau này mình chơi mình có thể để bàn nè. Nó theo kiểu thi cái form nghệ thuật á. Rồi trời ơi, em thật sự rất là thích cái dòng Vanda cả nhà. Rồi T18 nè, Vanda cả nhà xem nè. Form cây như thế này, các anh chị nhà mình sưu tầm đi, chơi thân lá là đủ đẻ rồi cả nha. Vanda, Vanda yên ương, dòng này hoa cũng rất là xinh. Rồi T18 cái này sẽ là 250 ngàn, 6 cây. Đó, 6 cây như thế này anh chị nhà mình ghép được một giò rồi nè. T18 250 ngàn. Ghép được một giò đẹp rồi cả nhà ơi, Vanda lên chậu đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi tiếp tục T19 nè, T19 cái này là quế trắng cả nhà xem nè. Đây, đứng với người em thì các anh chị nhà mình có thể án chân được. Form cong như thế này, về anh chị nhà mình ghép gỗ đi. Ghép gỗ cho nó đẹp cả nha. Cái giò này nó sum thân dài ha, thân dài và to. Rồi cái mã T19 này 250 ngàn. 250 ngàn cả nha. Đẹp ha, nó có 1, 2, 4 ngọn đó cả nha. 4 ngọn rồi nha. Ui, cái giò to, giá rẻ cả nha. 250 ngàn mà anh chị nhà mình sưu tầm được một, làm được một cái giò đẹp rồi. T20 nè, quế trắng cả nhà ơi. Hôm nay dân đi về, hàng rời cũng có nhiều nữa. Hàng rời cũng có nhiều mà hàng nguyên bản cũng rất là đẻ cả nhà ơi. Rồi, T20 nè, hai khúc nguyên bản. Khúc này thì nó có một cây lớn, một cây nhỏ mà form lá xếp nè. Rồi, khúc thứ hai nè cả nhà. Khúc thứ hai cũng form lá xếp đẹp, không thua kém gì. Rồi, T20, 180 ngàn, hai khúc. T20, 180 ngàn. Đó, về nhà anh chị nhà mình chỉ cần đặt dạy vào trong chậu nè. Nó mình chèn thêm sao cho nó chặt cây là được. Đó là đẹp nghệ thuật rồi đó cả nhà. Đây nè, đẹp không cả nhà, nó thành hình rồi đó. Rồi, T21 nè cả nhà ơi. T21 cái này thì một khúc nguyên bản. Đây, về mình treo nó lên thêm, làm theo cái kiểu nó là nó kiểu võng rồi nha, nó cong võng á. Rồi mã T21 giá 100 ngàn. Quế trắng tháng 8 cả nhà xem nè. 100. Chắc ha. Rồi T22. T22 hơi bị đỉnh luôn cả nhà, xem nghệ thuật chưa? Nè, form lá xếp này cả nha, form lá xếp nè, mùa vừa rồi trên rừng mà coi vòi hoa đã chưa. Đây, cây như thế này thì quá là tươi đẹp đúng không cả nha.
form lá xếp rất là đẹp. T22 giá sẽ là 150 cả nha, 150 ngàn. nguyên bản cả nha, dân khai thác nguyên bản rất là đẹp. Rồi T23 nè, T23 em đang có cái này là một cái khúc kiều tím nha cả nha. Thì kiều tím rừng Cờ Bang Gia Lai, hàng khúc nguyên bản luôn. Rồi một khúc kiều tím với lại một khúc vanda nè. Đây, hai khúc này giá 200 đi. Hai khúc này giá 200, vanda này cả nha. Anh chị nhà mình cứ sưu tầm, mùa này nó đang đi lá ngọn tươi lắm, nên là anh chị nhà mình về mình chăm nó sẽ rất là nhanh hồi cây nha. Rồi T24 cái này là kiều tím, cái này thì cũng thuộc dạng là kiều lùng cả nha. Kiều lùng này, đây này, cây nhỏ như thế này trên rừng nó đã có vòi hoa rồi này cả nha ha. Rồi T24 khúc kiều tím nguyên bản như thế này giá sẽ là 120 ngàn. Đó, những mẻ như thế này anh chị nhà mình, anh chị nhà mình gộp đơn đi, gộp đơn đi cả nha. Khúc nguyên bản giờ về đặt vào trong chậu, còn không thích thì làm mình mà làm móc treo thôi là nó đủ để đẹp rồi cả nha. Rồi T25 nè, T25 cái này là quế trắng mà nó là một cây mà nó tới có hai nó đẻ cây con, một mẹ đẻ hai cây con từ nách lá nè, mà hai cây cả nhà xem đẹp không. Về anh chị nhà mình ghép một chậu đi, đây nè, về mình ghép một chậu như thế này đi cả nhà. Form cây to nè, T25 giá sẽ là 350 ngàn cả nhà xem ha. Tỉa sơ rễ thôi là nó đã đẹp rồi cả nhà, 250 ngàn cả nhà, 350 ngàn, em xin lỗi, T25 350 ngàn. Rồi T26, trời ơi cả nhà ơi, lâu lâu có những cái dề kiều tím phải nói là đỉnh luôn. Như cả nhà mình thấy là hàng rừng càng ngày nó càng ít hàng, mà có được những cái dề như thế này thì phải nói là tuyệt vời. Rồi T26 một dề kiều tím như thế này đẹp này cả nhà. Ôi bên đây nó đang lên cái mầm gốc nữa chứ. Còn cả nhà xem nè, hàng rừng mới về nè, rễ nó đang rất là tươi ạ. Đang rất là tươi, nên anh chị nhà mình, cái này anh chị mà muốn đẹp gọn á, đặt vào trong chậu cả nhà mình thấy nó đã có form cây đẹp rồi nè, đúng không ạ? Rồi mã T26 giá sẽ là 650 ngàn cả nhà ơi, 650. Rồi T27 này cả nhà ơi, trời ơi. Cả nhà xem nè. Đó, em quay thực tế luôn và các anh chị nhà mình cứ so với người cho em cho nó dễ nha. Có thân thì nó dài 20, 40, 60, 70 lận, còn nguyên một dề thì rất là cân đối nha cả nhà, rất là cân đối. Rồi cái dề T27 này giá sẽ là 1,1 triệu cả nhà nha. T27 giá 1,1 triệu. Nguyên một dề. Đây này anh chị nhà mình có thể mình ghép gỗ. Đó cả nhà ơi, trời ơi quá là tuyệt vời luôn. Thân dài đẹp cả nha, về kiếm được dề to như vậy rất là khó. Hồi giờ đi rừng, dân đi rừng về ít dề to này lắm. Giá 1,1 triệu nha. Đó, cái phí ship vẫn 35 ngàn đi, cho này đóng một cái thùng to mà. Phần ship thiếu em hỗ trợ nha. T28 nè. T28 đây là hai khúc quế trắng luôn. Trời ơi cả nhà xem nè. Đó, sưu tầm những cái chất cây mà hàng như thế này thì quá là ok luôn rồi cả nhà. Hàng như thế này là đẹp đó ạ. Rồi T28 này sẽ là 195 ngàn cho hai khúc quế. T28 đó, 195 ngàn. Anh chị nhà mình cứ sưu tầm này, yên tâm này, có mã đồ đầy đủ hết. Cứ chốt mã nào là mấy bạn đi bóc mã đó, đóng gửi cho cả nhà nha. Rồi T29 nè. T29 cái này quế trắng nguyên bản luôn. Cái này một khúc form cây keo này cả nhà, form cây keo lá xếp ngang đẹp. Rồi T29 giá 150 nguyên bản nha cả nhà, 150 ngàn. Đó, những cái chậu như thế này anh chị nhà mình, những cái giò nguyên bản như thế này anh chị nhà mình về mình đặt vào trong chậu thôi. Đó, mình chơi theo kiểu nghệ thuật đó cả nhà, hàng đơn thân mà, chăm càng lâu càng giá trị nha. Rồi T30, trời ơi cả nhà ơi, VIP ha. Cái này á, thứ nhất nè, nó là một cây xếp VIP cả nhà. Đó, về lâu về dài thì nó sẽ càng xếp cao đẹp. Thứ hai nè cả nhà xem bạn lá nè, quế trắng mà bạn lá đỉnh không. Rồi T30 quế trắng giá sẽ là 190 ngàn cả nha. T30, nguyên bản 190. Form này thì anh chị nhà mình chơi đơn thân quá là đẹp luôn. Rồi T31 nè, T31 này là huyết nhung cả nha ơi, huyết nhung đỏ, một dòng rất là hiếm, hoa rực rỡ luôn. Đây nè, trên rừng mùa là nó cũng đã cho hoa nè, có cây tới hai vòi hoa cả nha. 1 2 nè, 3 nè, 4 5 6 7 cây. 7 cây như thế này anh chị nhà mình ghép được một giò đẹp rồi. T31 giá sẽ là 250 ngàn cả nhà ơi, 250 ngàn, huyết nhung đỏ nha. 250 ngàn. Rồi T32 nè, đây là nguyên một dề này cả nhà. Đây là nguyên một dề nha. Đó, nguyên một dề như thế này cả nhà, để em đỡ lên thì anh chị nhà mình ngắm form cây cho nó dễ. Đây, so với người em này cả nhà. So với người thấy độ xòe của nó chứ mà form cây này cả nhà. Thân rất là cao và dài, trời ơi trên rừng nè. Vòi hoa mùa vừa rồi 1 2 3 4 5 vòi hoa. Đó cả nhà, mà bây giờ nó đang đi ngọn nữa rồi nè. Đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Cái này là nguyên một dề, anh chị nhà mình ghép đi, nó rất là chất lượng luôn. Rồi dề này T32 giá sẽ là 380 ngàn. Đẹp cả nhà ơi. 380 đẹp, rất là đẹp, nó là nguyên một dề nè. Đó, em cầm như thế này là nó là nguyên một dề. Dề thân cao dài không á cả nhà.
Rồi T33 nè, T33, quế trắng nguyên bản, khúc này form cây to ha. Form cây to này cả nhà, em đặt tay vào thì cả nhà mình cũng thấy một khúc nguyên bản như thế này. Rồi T33 giá 170 ngàn, nguyên bản quế trắng. Rồi tiếp theo T34 này, em đang còn nguyên một dề này nữa cả nhà ơi. Một dề này em phải nói là mẹ con gì để đầy hết luôn. Đây nè, nguyên một dề quế trắng rồi cả nhà xem nè. Đây là nguyên một dề về anh chị nhà mình ghép làm chậu đi. Mình tỉa sơ rễ là ra là nó đẹp cả nhà xem cây nè. Đây nè, nó đẻ con nè. Nó đẻ con rất là nhiều luôn. Đẻ con rất là nhiều cả nhà ơi. Rồi cái mẹ T34 này giá sẽ là 590 ngàn cả nhà. T34 590 ngàn. Đó anh chị xem nè, form cây nè, cây to nè, cây mẹ đẻ cây con này, nó đẻ rất là nhiều nha. Đó, về nhà làm được một cái giò to và hoành tráng luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo này cả nhà ơi, quế trắng nha. Đó, như em cũng đã giới thiệu ban đầu với cả nhà. Hàng dân cả nhà coi nè. Hàng dân đi về nè, còn buộc những cái cây rễ ở trên rừng này cả nhà mình thấy nguyên bó không? Nhưng mà những cái hàng này á, thì trước khi đóng hàng em đều phải tháo ra. Đó, những cái lá vàng hay lá dập thì em cũng sẽ tỉa sơ thôi. Nhưng mà á, cái giá thì đảm bảo cho cả nhà, cái giá thì em bán là cái giá thu mua rẻ thì sẽ rất là rẻ rồi. Nên là 250 một ký thì em sẽ bóc xô. Có lớn có nhỏ nha cả nhà, sẽ có lớn có nhỏ thì anh chị nhà mình ghép được một giò nó cũng cân đối. Và em cũng không thể nào mà ưu tiên riêng cho ai lấy hàng đẹp hết được. Đó cả nhà, sẽ có lớn có nhỏ nha. Còn hàng như thế này mà anh chị nhà mình về mà sưu tầm ghép làm những giò thì phải nói là quá là tuyệt vời cả nhà. Hàng về cực kỳ tươi luôn. Đó anh chị nhà mình lưu ý nha, cứ 250 một ký, 250 một ký là đóng cho cả nhà mình về ghép được giò to đẹp rồi nha. Rồi các anh chị ơi, ô con hả? Con mẹ đó hả? Rồi. Một ký nó nè, một ký nó nè, có lớn có nhỏ nha cả nhà. Đây nè, có sẽ có lớn có nhỏ cho cả nhà mình đây. Đây, một ký nó cũng chừng đây nè. Nhiều lắm cả nhà ơi, nhiều lắm. Một ký nè, có lớn có nhỏ, các anh chị nhà mình lưu ý nha. Đó, em không thể mà ưu tiên ai hết được. Mà cái giá thì em mua rẻ, nguyên lô như vậy thì buộc thì em cũng phải bán rẻ. Thì cả nhà mình lưu ý. Và đảm bảo cho cả nhà ơi, dòng này thì mùa này cây nó đang rất là tươi, rất là khỏe. Thì cả nhà mình trồng thì nó sẽ rất là nhanh hồi cây nha. Anh chị nhà mình mà chốt cái mẹ nào thì cứ nhắn ngay cho em cái mẹ đó nha cả nhà ơi.